Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Hôm nay có nhân duyên lành thấy chúng sanh khổ nạn, dù âm Đức Quang lại mua về lại phóng sanh với quý vị đấy, lại gặp lại chị bán cá cũ, nhưng hôm nay những bạn cá thật là to đấy, thả sướng luôn đấy, mong cho quý vị về với đại tự nhiên ráng tu hành mau thành Phật để phổ độ chúng sanh. A Di Đà Phật, vừa thả vừa niệm Phật đấy chị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi chị quay qua đây cho em quay phim cho nó nè. Rồi thả xuống đi. A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, nhẹ nhàng thôi chị. Rồi. A Di Đà. A Di Đà Phật, không đi à con? Đi đi con. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đây, đây cái thùng cá đây xem nào. Đây, A Di Đà Phật. Ui, quá tuyệt vời luôn. Thôi đi về với đại tự nhiên này, đi nào. Đi đi. Đi nào. Rồi. Ôi, quá trời đã luôn. A Di Đà Phật. Rồi chị niệm Phật chân thành rồi cho chị thả đi, chị mót thêm phước báo đi rồi kiếm nghề khác làm. Đây. Thả đi. Kệ nó, không sao đâu. Ai cũng chết mà. A Di Đà Phật. Đẹp quá, tuyệt vời quá. Đúng rồi, đi đi con. Rồi tiếp tục như đấy còn không? A Di Đà Phật. Rồi niệm Phật thả đi chị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.